bán hai cây kim quýt cho bạn ơi. Cái này nó bự hơn con chim cái bạn nhiều lắm nha, mọi cỡ cầm tay á, cầm cỡ cầm tay bạn. Cây này nó có mấy mặt cắt này, nói chung mình mới làm lại sơ sơ hết nha, mình lấy mấy lũa mình làm mà làm chắc keo lại đó, nó già luôn cứ ngắt rồi, keo lại mấy mặt cắt các bạn. Cây này đế nhìn có quái siêu siêu. Cây số 1 nha bạn. Cây số 2 này nói chung bán được hai cây nha, hai cây bán hai cây kim quýt. Cây này mới uống được có hai nước kẽm mà nhà này có dứt lũa rồi nè các bạn. Kim quýt mà các bạn trồng nhiều khi mấy cây mắc thì các bạn trồng mà các bạn không có đắp kỹ á, mà để ngoài nắng nhiều quá là nó bị ưa bị cháy nắng này bạn. Cháy một phần da ti là nó không có chết, nhưng mà nó cua sẽ cuốn vô, nó cuốn vô 2 mét lắm nhưng mà nó không có chết, nhưng mà nó tạo ra một phần lũa này mà cháy hai cây. Cây này cái dáng này nhìn nó cái mặt sau nó cũng đẹp lắm, trước nhìn nó cũng đẹp. Này tàn theo kiểu hàng chợ, uống cho kín cây cho đẹp đẹp thôi nha các bạn. Bán lượt hai cây, nói chung cái này mình nhìn được hai bên luôn, hai cây kim quýt các bạn. Hàng mini thôi, nó cao khoảng 20 thôi. 20 thôi nha bạn. Hai cây kim quýt. Hai cây này mình thấy cũng được, cũng đẹp ạ. Tại so với giá này là thấy cũng đẹp nè các bạn, chứ không phải gọi là đẹp xuất sắc gì đâu nha. So với cái giá mình bán là mình thấy đẹp rồi đó nha. Chứ nếu mà cây mà bạc triệu so với cây bạc triệu là thôi bó tay, không có đấu đá gì lại đâu nha mấy bạn. Cây người ta bạc triệu thì đương nhiên thì nó phải tầm cỡ, thì nó phải hơn mấy cây xị hay xị rồi bạn, bằng gấp cái chục lần mấy cây này, giá trị người ta hàng chục lần cây này mà không có so sánh được nha mấy bạn. Đẹp theo nghĩa của mình là đẹp theo kiểu tương xứng với cái giá của nó thôi, không biết có ai bán rẻ hơn thì hơn, hay là đẹp cây đẹp hơn mà giá này thì tôi không rành nha. Hay mình thường mình bán chim quýt cũng thường xuyên lắm, chim quýt với nu bồ công. Tùy theo cái giá nha mấy bạn, chim quýt mà